Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel và mình là Thương Bền. Hôm nay sẽ là bài tập 30 phút tăng sức mạnh cho cơ thể của bạn, cùng thời tăng cái sự dẻo dai cho cơ bắp. Và mình đang ở giữa một cái vườn sầu riêng và lúc này đang là buổi sáng, 6 giờ rưỡi sáng ở cái bè Tiền Giang. Thì cái không gian xung quanh nó sẽ có tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng cóc nhại kêu. Thì đó sẽ là cái background cho bài tập của mọi người ngày hôm nay nha. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu trải thảm ra và tập bài tập yoga 30 phút cho sức mạnh và sự dẻo dai của ngày hôm nay. Bạn hãy bắt đầu bằng việc ngồi lên giữa cái thảm yoga của bạn. Bạn có thể gác một chân này lên đùi chân kia, hoặc là bạn để cái chân về trước, một chân về trước, một chân về sau, cho hai cái gót chân của bạn thẳng hàng. Và từ vị trí này mình sẽ tập ngồi, tập thở, tập thiền một chút xíu, tập giữ cho cái cơ thể yên tĩnh một chút trước khi mình vào bài tập. Hãy giữ cho cái lưng của bạn thẳng lên, các đốt sống lưng được dòng thẳng. Hai vai bạn mở ra, rồi bạn rớt hai cái bàn tay lên gối. Bạn có thể để gối, để cánh tay mở hoặc là úp cái bàn tay lại cũng được, cách nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Từ đây bạn đưa cái bụng về phía sau một chút, thì bạn sẽ cảm giác là cái phần xương cụt của bạn nó gần như là nó đẩy về phía sau. Thì cái mông bạn ngồi hết vào giữa sàn. Sau đó bạn dòng các đốt sống lên tới cổ, tới vai, tới đầu. Lúc này các đốt sống của bạn thẳng và lưng bạn thật sự thẳng rồi. Bạn hãy bắt đầu nhắm mắt lại và hít thở một vài nhịp. Hãy hít vào sâu bằng mũi, rồi thở dài ra bằng mũi. Hãy bắt đầu bằng cảm giác cái lồng ngực bạn được di chuyển lên xuống. Và sau đó bạn di chuyển cảm giác xuống cái phần bụng của bạn. Lúc này cảm giác hít vào bụng vừa nâng lên và lồng ngực cũng được nâng lên luôn. Lúc thở ra thì hạ lồng ngực và hạ bụng xuống. Hãy tăng cái sự tập trung của bạn bằng việc cảm giác và quan sát vào nhịp thở lên xuống. Và càng ngày hơi thở của bạn càng sâu hơn và dài hơn. Đồng thời, bạn thả lỏng khuôn mặt và đỉnh đầu của bạn ra luôn. Hãy cảm giác sự thư giãn và sự thoải mái lan ra từ lồng ngực và đẩy ra khỏi khuôn mặt của bạn. Hãy nhếch mép cười nhẹ nhàng, cảm giác cái gò má nâng lên, khuôn mặt bạn thư giãn, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt của bạn.
Sau đó bạn đưa ngón cái của bàn tay phải, bạn đóng cánh mũi bên phải lại và mình chỉ hít thở bằng cánh mũi trái thôi. Hãy lặp lại 10 nhịp hít thở bằng mũi trái. Hít vào mũi trái sâu. Và thở ra bằng mũi trái thật sâu. Và bạn hãy lặp lại như vậy. Và những nhịp cuối cùng. Sau khi bạn kết thúc 10 nhịp, hãy thả lỏng tay phải xuống đầu gối và quay lại cảm giác thư giãn của khuôn mặt và lồng ngực. Và hãy vẫn giữ mắt nhắm, bạn hãy thực hiện cái hơi thở và động tác đi cùng nhau. Hít vào, hai tay mở ngang và vươn lên trời, rướn lên, bạn kéo cằm lên luôn, kéo nhẹ người lên. Thở ra, bạn hạ hai tay kéo từ từ xuống trước lồng ngực, thở dài ra. Và lặp lại, hít vào, cánh tay mở rộng, vươn cao tay và rướn người lên. Thở ra, hai tay hạ về trước lồng ngực, hơi thở dài ra. Tiếp tục hít vào, cánh tay mở rộng, vươn tay và rướn lên. Thở ra, hai tay hạ xuống. Một nhịp cuối cùng, hít vào, cánh tay mở rộng, vươn cao tay, lần này kéo cằm rướn lên luôn. Và hạ tay về trước lồng ngực, thở dài ra. Sau đó bạn mở mắt ra. Từ từ tiếp tục vươn hai tay, hít vào, rướn cánh tay cao lên. Bạn hãy dùng tay phải nắm lấy cổ cái tay trái của bạn và kéo hết về bên phải. Cảm nhận cái độ rướn của lườn bên trái cơ thể của mình. Hãy gồng cái cơ bụng lại để thắt lưng của bạn không bị đau. Giữ lại và hít thở nhẹ nhàng. Rồi từ từ hít vào, rướn lên. Cả hai tay vươn cao lên. Và đổi bên, dùng tay trái nắm lấy cổ tay bên phải và bạn kéo người ngược qua bên trái. Và tiếp tục gồng cơ bụng để cho thắt lưng bạn không bị đau. Sau đó quay về giữa và vươn hai tay lên trời, hít vào rướn lên. Thở ra, từ từ đưa hai tay ra sau lưng, bạn lồng các ngón tay vào nhau và đan bàn tay lại phía sau lưng. Và bẫy ngửa lồng ngực ra, cánh tay mở căng và cầm bạn kéo thẳng về phía trước. Cảm giác hai cái bả vai của bạn kéo căng vào nhau.
Rồi từ từ bạn gỡ hai tay ra. Từ vị trí ngồi thẳng, bạn hãy mở rộng hai tay và đẩy lồng ngực ra khi hít vào. Hít vào, đẩy lồng ngực, mở hai tay ra. Thở ra, cuộn về phía trước. Đưa lưng bụng ra sau và hai tay chạm về phía trước. Hít vào, vươn lên. Và thở ra. Hít vào, lồng ngực mở rộng, cánh tay vươn. Và thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, mở lồng ngực về trước, cánh tay mở ra. Rồi bạn thở ra. Sau đó, vươn hai tay lên trời rướn người. Bạn đưa tay phải đặt về dưới cái cùi chỏ của tay trái. Mình sẽ vào tư thế con đại bàng, cắm tay của con đại bàng. Đan hai tay lại, nắm chặt lấy cái ngón tay cái của bàn tay bên kia, hoặc là lồng các ngón tay lại, hoặc là chặt hai bàn tay lại. Cách nào cũng được nha. Miễn là bạn gác được hai cái cùi chỏ lên. Và bây giờ bạn hãy quan sát vào cái bả vai, hai cái bả vai phía sau của mình. Lúc bạn kéo căng về phía trước sẽ cảm giác được sự warm up, sự mở rộng của hai bả vai phía sau. Bắt đầu nha. Hít vào, cánh tay mở rộng và đẩy cái cùi chỏ về trước. Cố gắng đừng còng lưng mà hãy rướn cho lưng thẳng lên. Bạn hãy đưa mắt nhìn vào cái cùi chỏ và rướn cái cùi chỏ cao lên. Hãy giữ ở đây, cảm giác vào sự mở căng của hai bả vai. Nắm chặt cánh tay và vươn bả vai lên một lần nữa. Rồi từ từ bạn gỡ hai tay ra và mở cánh tay ra. Để đỡ mỏi vai, hãy lặp lại vài nhịp mở lưng. Thở ra. Hít vào mở lưng. Thở ra. Một nhịp cuối cùng, hít vào mở lưng. Và lần này thở ra, bạn vươn hai tay lên và mình sẽ đổi bên. Lúc nãy bạn đặt cái tay nào lên trên thì bạn bây giờ đặt ngược lại. Hai bàn tay nắm hoặc là lồng vào nhau. Cùi chỏ kéo và bẩy về phía trước, rươn cao cái cùi chỏ và cảm giác hai cái bả vai bạn đang kéo căng vào nhau. Hãy giữ ở đây. Một nhịp nữa thôi, hãy vươn cái cùi chỏ cao lên và từ từ thở ra, mở hai tay hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, rồi thở ra và chống hai tay lên gối. Rướn lưng thẳng lên, mình sẽ quay về đầu thảm và bắt đầu chuỗi chào mặt trời đầu tiên. Nắng bắt đầu lên rồi đó mọi người bắt đầu thấy cái ánh sáng nó đã sáng hơn rồi. Bạn đứng lên đầu thảm, mũi chân khép lại và gót chân mở ra. Mình sẽ tập một vài chuỗi chào mặt trời. Lồng ngực bạn mở rộng, hít vào hai cánh tay vươn cao lên, rướn người lên. Thở ra bạn mở ngang tay, rướn và đổ rạp người về trước, hai tay chống bên chân. Hít vào, rướn lưng song song với mặt đất. Thở ra. Bám tay, bạn bước hai chân về sau trong tư thế tấm ván. Gồng bụng lại, đổ rạp người xuống sàn. Siết chặt đùi, lật lên từ từ, từng động tác một. 2, 3, 4, rướn lên trong tư thế rắn hổ mang. Và lùi ngược về sau, trong tư thế chữ V ngược, rướn nhẹn ra sau. Thở dài ra. Hai tay bám chắc, mông rướn cao lên, cánh tay đẩy thẳng. Đá chân phải của bạn cao lên trời. Và bước chân phải về giữa hai bàn tay. Nhón các đầu ngón tay, nhón mũi chân và bạn ngẩng mặt nhìn về phía trước. Hít vào, hai tay mở rộng nâng người lên, vươn cánh tay.
vươn người, chắp tay lại rướn lên luôn. Giữ lại 5 nhịp. 4 3 2 và bạn đổ về phía trước, thở ra. Tay bạn bám chắc, rút chân trước về sau, tư thế tầm ván. Đổ rạp ngược xuống sàn. Úp chặt thân sau lên rắn hổ mang. 1 2 3 4 rướn lên và lật ngược về sau, tư thế chữ V ngược. Đẩy dạng ra phía sau. Hai tay bám chắc, bạn đá chân trái cao lên. Mũi chân trái chỉ lên, kéo thẳng băng người. Bước chân trái về giữa hai bàn tay. Nhón các đầu ngón tay, nhón chặt mũi chân sau, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Hít vào, vươn hai tay lên. Bàn tay chắp lại và rướn người lên. Giữ lại 5 nhịp. 4 3 2 và 1, đổ về phía trước. Hai tay chống xuống sàn. Rút chân trước về sau, tư thế tầm ván. Ngực đổ xuống sàn. Lên tư thế rắn hổ mang. 2 3 4 5, nâng người rướn và lùi ngược về sau. Tư thế chữ V ngược, thở dài ra. Lắc lưng nhẹ về hai bên. Lắc vai. Đẩy đẩy người về sau trong tư thế chữ V ngược. Hãy cố gắng nhấn cho cái mông bạn cao lên. Phần thắt lưng được kéo giãn ra. Sau đó bạn khuỵu nhẹ hai đầu gối và bước hai chân lên đầu thảm trở lại. Thở dài ra. Hít vào, rướn lưng song song với mặt đất. Thở ra, lưng rạp xuống sàn. Và vươn hai tay lên. Hít vào, cánh tay mở rộng, vươn người rướn lên. Và thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực. Mình sẽ lặp lại thêm một vòng nữa nha. Giữ mũi chân khép và lồng ngực mở rộng. Hít vào, hai tay bạn vươn lên, kéo người giãn lưng. Thở ra, mở ngang tay, đổ về phía trước, chống hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt rướn lưng lên. Thở ra, rạp xuống xa. Lần này bạn hãy rút chân trái về sau, mũi chân trái chống, ngón tay nhón ngẩng mặt rướn lên. Hít vào, lật hai tay, vươn lên trời rướn, cánh tay cao, chắp hai bàn tay và bạn sẽ xoắn cùi chỏ tay trái vào đầu gối bên phải và vặn người hết về bên phải rồi giữ lại ở đây. Hít thở dài. 5, đầu gối sau, chân sau thẳng ra. 4, vặn lưng qua nửa xoắn người. 3 2 và 1, xoay về phía trước. Hãy vươn hai tay lên trời lần nữa. Hít vào, rướn cao người vươn lên. Nếu được, hãy thẳng đầu gối phía trước ra luôn. Rướn toàn bộ người thẳng lên. Sau đó, đổ về phía trước, chống hai tay. Rút chân về sau, tư thế plank tấm ván. Ngược đổ xuống sàn từ từ. Rắn hổ mang trở lại lên. Lên từ từ, mở lồng ngực rướn lưng và lùi ngược về sau trong tư thế chữ V ngược. Lùi hẳn về phía sau, thở dài ra. Hãy đá chân bên trái của bạn cao lên trời và bước chân trái về giữa hai bàn tay. Nhón các đầu ngón tay, nhón mũi chân, ngẩng mặt rướn lưng về trước. Hít vào, hai tay bạn chắp lại vươn lên trời rướn lên. Và mình sẽ xoắn về bên trái, quỳ chỏ tay phải bẫy vào đầu gối bên trái. Và bạn vặn người qua. Xoay mặt vặn lưng qua. Thẳng đầu gối. 2 5 Đầu gối sau, chân sau thẳng ra. 4 Vặn lưng qua nửa xoắn người. 3 2 và 1, xoay về phía trước. Hãy vươn hai tay lên trời lần nữa. Hít vào, rướn cao người vươn lên. Nếu được, hãy thẳng đầu gối phía trước ra luôn. Rướn toàn bộ người thẳng lên. Sau đó, đổ về phía trước, chống hai tay. Rút chân về sau, tư thế plank tấm ván. Ngược đổ xuống sàn từ từ. Rắn hổ mang trở lại lên. Lên từ từ, mở lồng ngực rướn lưng và lùi ngược về sau
trong tư thế chữ V ngược, lùi hẳn về phía sau, thở dài ra. Phần thắt lưng được kéo giãn ra. Sau đó bạn khuỵu nhẹ hai đầu gối và bước hai chân lên đầu thảm trở lại. Thở dài ra. Hít vào, rướn lưng song song với mặt đất. Thở ra, lưng rạp xuống sàn. Và vươn hai tay lên. Hít vào, cánh tay mở rộng, vươn người rướn lên. Và thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực. Và mình sẽ tiếp tục, mũi chân khép lại, bạn đứng lên đầu thảm. Hít vào, hai tay vươn lên, kéo người dẹn lưng lên. Thở ra, mở ngang tay, đổ về phía trước, đổ rạp xuống, hai tay chống xuống sàn. Hít vào, bạn rướn lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp xuống. Và rút chân phải của bạn về phía cuối thảm, chống chặt mũi chân, rướn lưng lên. Vươn hai tay lên trời, hít vào, rướn lưng, kéo cánh tay. Ở đây bạn sẽ có hai cách để tập tư thế này. Bạn có thể hạ đầu gối xuống sàn, hoặc là nếu bạn cảm giác đầu gối và chân bạn giữ chắc thì bạn hãy nâng lên. Giữ người ở đây, bạn đưa tay phải về dưới tay trái, giống như là tư thế cắm con đại bàng lúc mình khởi động ở ban đầu nha. Xoay cái lưng về phía trước. Và từ đây bạn siết từ cơ bụng, kéo từ lộ rốn, bạn vươn lên, vươn lồng ngực, vươn cái cùi chỏ cao lên và nhìn lên. Hãy giữ lại 5 nhịp. 4 3 2 và 1. Từ từ mở hai tay ra, hít vào, lồng ngực mở rộng. Thở ra. Hít vào, mực ngực mở rộng ra. Thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, lồng ngực mở rộng. Và thở ra, chống hai tay bạn xuống sàn. Hai bàn tay bám chắc, bạn rút chân trước về phía sau. Và đổ người từ từ xuống sàn. Hít vào, lật lên. 2, 3, 4, rướn lên. Và bạn đẩy ngược về sau. Trong tư thế chữ V ngược, đẩy giãn ra sau, thở ra. Đá chân bên phải của bạn cao lên trời, chịu mũi chân về phía sau. Và bước chân bên phải về giữa hai bàn tay. Nhón tay, ngẩng mặt, nhìn về phía trước. Vươn hai tay lên trời, hít vào rướn lên. Và cũng như hồi nãy, bạn có thể hạ đầu gối sau hoặc là nâng đầu gối sau lên. Tay trái bạn đưa về dưới tay phải và bạn đan lại. Mình đổi cho bên kia thôi nha. Rướn và vươn cánh tay lên, lồng ngực mở ra. Hãy gồng chắc từ cơ bụng, giữ lại 5 nhịp. 4 3 2 và 1. Từ từ gỡ hai tay ra, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Một nhịp nữa, hít vào và thở ra, hạ hai tay xuống mặt sàn. Rút chân bên phải về phía sau, hạ lồng ngực xuống, lật từng đốt sống ở lồng ngực. 2 3 4 rướn lên và định ngược về sau. Trong tư thế chữ V ngược, rướn ra phía sau. Từ đây bạn lắc nhẹ vai và lắc nhẹ lưng về hai bên. Nhìn về phía trước, điểm giữa của hai bàn tay, bạn đặt tay phải vào giữa hai cái bàn tay của bạn, đẩy chắc cắm tay phải về phía sau, đưa tay trái qua và nắm lấy cổ chân bên phải, và bạn sẽ vặn người về bên phải, giữ lại vài nhịp. Rồi từ từ đổi tay, thế tay trái vào đúng vị trí của tay phải giữa thảm. Đưa tay phải về bên trái và bạn xoắn vai, bẩy người qua. Rồi vươn về giữa, chống tay, đẩy hết về sau trong tư thế chữ V ngược. Rồi bạn bò từ từ tay về cuối thảm của mình. Đi từ từ về cuối thảm và thả lỏng người xuống, thở ra. Sau đó bạn cuộn từng đốt sống, nâng người lên.
mở lồng ngực ra và đứng thẳng lên luôn. Hôm nay mình sẽ tập tư thế con đại bàng, cái tư thế mà từ đầu buổi tới giờ mình đã khởi động cho động tác này rồi đó. Hai chân bạn mở rộng ra bằng với hông, dồn lực qua chân phải, bạn khuỵu hai cái đầu gối xuống, mở hai tay ra, đưa tay phải đặt về dưới tay trái, bạn đan hai tay lại, đan lại tư thế cắn con đại bàng ban đầu mình đã tập nha. Với hai cái đầu gối khuỵu, bạn dùng chân bên trái vắt qua đầu gối chân bên phải. Option đầu tiên, cái lựa chọn đầu tiên là bạn có thể nhón cái mũi chân phải trái và chỉ ở đây. Cách thứ hai là bạn móc cái chân trái về phía sau chân phải luôn nè. Bạn rướn cái cùi chỏ về phía trước, đẩy cái mông bạn căng về phía sau và giữ trong tư thế con đại bàng. 4 3 2 3 1 gỡ hai tay, thẳng lưng và gỡ chân. Mình tập bên này cho mọi người dễ thấy nha. Mình sẽ đổi qua bên kia, khuỵu hai đầu gối, mở cánh tay, đổi tay. Bạn đưa tay trái về dưới tay phải đan lại, dồn lực qua chân bên trái, gác chân phải qua. Nếu mà mỏi quá hoặc là chưa giữ được thì chỉ cần giữ đây thôi. Nếu được nữa mới móc cả chân vào trong, chỉ mông ra sau và rướn cái cùi chỏ bạn về trước. 5, 4, cố lên, 3, 2, 3, 1, gỡ tay. Gỡ lưng. Hai chân bạn mở rộng ra bằng hông. Hít vào, vươn hai tay mềm mười rướn lên. Thở ra, mềm mười lỏng cánh tay xuống. Một nhịp nữa, hít vào, cánh tay mở rộng vươn lên. Thở ra. Và một nhịp cuối cùng. Hít vào và thở ra. Sau đó bạn từ từ khuỵu gối ngồi xuống sàn và chắp hai tay về trước lồng ngực trong tư thế squat. Hãy lắc nhẹ người về hai bên, lắc qua lắc lại và ngồi hẳn xuống sàn luôn. Ngồi mông hẳn xuống dưới sàn, bạn gác chân bên này lên chân kia hoặc là bạn có thể gác lên tư thế hoa sen luôn nếu được. Hai tay bạn đặt về trước lồng ngực, lắc lư và tìm cái điểm mà toàn bộ người được ngồi thẳng, lưng giống thẳng. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn cánh tay. Thở ra, hai tay chắp trước ngực, thở dài ra. Hít vào, hai tay vươn lên trời, cánh tay mở rộng, rướn lưng lên. Hai tay chắp trước ngực, thở dài ra. Và một nhịp cuối cùng, hít vào và thở ra. Đặt hai tay lên đầu gối. Hãy lắng nghe lại cơ thể của bạn. Hãy dùng ý thức scan lại từ đỉnh đầu cho tới các ngón chân. Cảm giác lại cơ thể nhẹ nhàng. Hãy tận hưởng cái sự yên tĩnh và sự thư giãn của cơ thể và của ý thức của bạn. Xung quanh mình đang là tiếng chim hót, tiếng gà gáy, buổi sáng, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Hãy thư giãn khuôn mặt ra nhiều hơn. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bình và Blog Yogi Travel trong bài tập yoga vừa rồi. Hẹn gặp mọi người vào bài tập lần sau. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm đăng ký kênh YouTube này nếu bạn là người mới. Mình sẽ up các bài tập mới vào mỗi tuần. Tạm biệt mọi người.